Thành phố đề nghị chúng ta cảnh báo cờ vàng, đề nghị chúng ta cảnh báo cờ vàng cho các đồng viên được biết. Như vậy số đề 31 là Nguyễn Vũ Tuấn Anh, câu lạc bộ Phúc Đêm Hồng đã không may bị té ngã ở trước khán đài A1. Tay đua sẽ thi đấu trên 10 vòng sân để xác định nhất nhì ba tư. Bốn tay đua đã tập kết ở rạch xuất phát để chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Xin nhắc lại: Nguyễn Anh Tuấn 32, Nguyễn Quang Hiệp 60, Nguyễn Vũ Tuấn Anh 31 và Tô Hải Đông Hiếu 42. Chuẩn bị xuất phát vòng chung kết. Trước khi xuất phát, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần thi đấu của các đồng viên. Chào, xin cảm ơn. Bám đủ quyết liệt trên đường đua chung kết. Chúng ta chờ xem những thay đổi. Như vậy đúng vậy, 32 đã vượt qua được Nguyễn Văn Hiệp. Nguyễn 32, Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Anh Tuấn, câu bộ Phúc Đêm Hồng đang dẫn đầu và đã có một khoảng cách tương đối. Tuy không rơi rạch lắm nhưng anh đang gian ưu thế. Như vậy đã có một sự cố, đề nghị chúng ta cảnh báo cờ vàng, đề nghị chúng ta cảnh báo cờ vàng cho các đồng viên được biết. Như vậy số đeo 31 là Nguyễn Vũ Tuấn Anh, câu lạc bộ Phúc Đêm Hồng đã không may bị té ngã ở trước khán đài A1. Chỉ còn lại ba tay đua trên trận chung kết, đó là Nguyễn Anh Tuấn số đeo 32 đang dẫn đầu, Nguyễn Văn Hiệp 60 và Nguyễn Văn Hiệp đã bị tụt xuống vị trí thứ ba trên đường đua chung kết. Tạm thời Nguyễn Anh Tuấn số đeo 32 và Tô Hà Đông Hiếu đang ở vị trí nhất nhì, Nguyễn Văn Hiệp ở vị trí thứ ba. Đường đua chung kết đã bước sang vòng đấu thứ 6, sắp sửa kết thúc vòng đua thứ 7. Vẫn là Nguyễn Anh Tuấn số đeo 32, tiếp đến là Tô Hà Đông Hiếu số đeo 42 và sau cùng là Nguyễn Võ Anh Hiệp số đeo 60. Chỉ còn hơn 2 vòng thi đấu nữa mà trận đấu quyết liệt giữa Nguyễn Anh Tuấn số đeo 32 và Tô Hà Đông Hiếu số đeo 42. Chúng ta chờ xem chiếc vô địch sẽ thuộc về ai. Tuy nhiên tạm thời ưu thế vẫn đang thuộc về Nguyễn Anh Tuấn, câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng. Nguyễn Anh Tuấn Phúc Đêm Hồng đang trên đường chiếm ngôi vương. Tuy nhiên Tô Hà Đông Hiếu hiện đang bám đủ quyết liệt, chúng ta có thể lập khả năng vượt qua không? Như vậy vẫn là Nguyễn Anh Tuấn số đeo 32, Phúc Đêm Hồng về nhất chiếm ngôi vô địch và Tô Hà Đông Hiếu số đeo 42 về nhì, Nguyễn Võ Anh Hiệp số đeo 60 về ba và Nguyễn Vũ Tuấn Anh số đeo 31 xếp hạng tư. Và đang tạp xếp thứ hai
đó là vận động viên đoàn trường lợi phải số 20. Vỗ tay lớn lên đâu. Như vậy đã có sự thay đổi ở vòng thi đấu thứ 3. Như vậy hiện nay cho đội chạy đã có một vận động viên bị ngã té và chỉ còn cho đội chạy chỉ còn là và đó là ba vận động viên của câu lạc bộ Phú Barcelona. Vận động viên vừa bị ngã té đó là vận động viên mang số đeo 03 Nguyễn Thanh Vũ. Tuy ba vận động viên chung một câu lạc bộ nhưng đã tranh chấp nhau rất quyết liệt và liên tục đã có những sự ngã té trên đường chạy. Hiện nay đã có hai vận động viên bị ngã té trên đường chạy, đó là vận động viên Đoàn Trường Lợi số 20 và vận động viên Tàu Quốc Tài mang số đeo 04. Mang số đeo 08 đó là Phạm Minh Chiến. Cho chạy bình thường, cho bình thường kết thúc trận đấu. Đề nghị vận động viên Phạm Minh Chiến phải thi đấu hết cự ly của mình. Hiện nay chúng ta đã xác định vận động viên đang tạm xếp thứ tư đó là Nguyễn Thanh Vũ. Anh bị té ngã đầu tiên và bỏ cuộc, còn lại vị trí thứ nhì và vị trí thứ ba đang được xác định. Đầu tiên ban tổ chức xin được thông qua phần trao thưởng cho vận động viên hệ bán chuyên nghiệp Exeter 135 phân khối. Chúng tôi xin được chúc mừng hạng tư ở nội dung này, xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Vũ Tuấn Anh, câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng. Và xin mời vận động viên của chúng ta sẽ bước lên sân khấu để nhận thưởng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Bùi Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam sẽ lên trao giải tư cho vận động viên Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Xin được trân trọng kính mời ông. Pháo tay chúc mừng vận động viên Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Xin được chân thành cảm ơn ông Bùi Văn Dũng. Và tiếp theo chúng tôi xin được công bố hạng 3. Xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Võ Anh Hiệp, câu lạc bộ TRF Racking. Xin mời vận động viên của chúng ta cẩn trương bước lên sân khấu ạ. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ sẽ lên trao thưởng cho vận động viên đạt giải 3. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho vận động viên Nguyễn Võ Anh Hiệp. Xin được cảm ơn ông Tống Hoàng Kha. Và tiếp theo hạng nhì, xin được chúc mừng vận động viên Tô Hà Đông Hiếu đến từ câu lạc bộ A Sáng quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời
bà Nguyễn Thị Diệp Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hoàng Thảo My Bình Dương sẽ lên sân khấu trao giải nhì cho vận động viên Tô Hà Đồng Hiếu. Xin một tràng pháo tay chúc mừng cho vận động viên Tô Hà Đồng Hiếu. Xin được chân thành cảm ơn bà Nguyễn Thị Diệm Thúy. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được công bố giải câu lạc bộ có vận động viên đạt chức vô địch. Xin được chúc mừng câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng. Và xin mời đại diện của câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng chúng ta sẽ bước lên phía trên. Và ban tổ chức cũng xin được chúc mừng hạng nhất vận động viên Nguyễn Anh Tuấn đến từ câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng. Xin mời vận động viên Nguyễn Anh Tuấn và đại diện của câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng bước lên sân khấu. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ sẽ trao giải cho câu lạc bộ có vận động viên vô địch và vận động viên đạt hạng nhất. Có vận động viên vô địch câu lạc bộ Phúc Đêm Màu Hồng và xin được chúc mừng vận động viên Nguyễn Anh Tuấn. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin được cảm ơn các vận động viên, xin được cảm ơn quý đại biểu, quý lãnh đạo